Nhiều bác đang sử dụng các dòng xe như là dòng xe sedan hoặc là dòng xe SUV mà nó cao, nó dài, thì đặc biệt là với chị em hoặc là người mới lái, các bác sẽ thấy cái điểm mù rất là nhiều, đặc biệt cái gương chiếu hậu này. Đây, khi mà các bác quan sát gương chiếu hậu này hoặc là gương ở bên gương hậu này, thì cái tầm góc của nó sẽ không quan sát được toàn cảnh và có rất nhiều điểm mù. Nhưng mà các bác sẽ có cái bộ màn liền cam 360 tích hợp như này. Các bác có thể thấy khi mà các bác vào lùi này, toàn bộ cái cản sau ở phía đằng sau này nhé, các bác nhìn được toàn bộ như này luôn. Và nó sẽ có một cái mô hình, đây là em đang mở cửa nên là cái mô hình này nó các bác nhìn nó sẽ không được đẹp lắm, nhưng mà ở đây nếu mà khi đóng cửa kín lại ấy, thì toàn bộ đây nó sẽ là một cái mặt phẳng và vị trí người mình di chuyển như nào ở đây sẽ nó hiển thị luôn này, rất là tiện. Và đặc biệt khi mà các bác mà di chuyển vào đường hẹp này, đây, khi di chuyển vào đường hẹp mình chỉ cần bấm xi nhan đôi cảnh báo này, hoặc là các bác muốn đỗ bên phải lên lề này thì mình có thể quan sát được toàn cảnh cái lốp này. Đây em đánh lái này, đấy, mình sẽ nhìn thấy được là lốp mình có đè lên bị cắn vào cái lề đường hay không này, hay là có đinh có gạch ở đằng trước hay không này, có ổ gà hay không, nhìn các bác nhìn được hết. Nhưng mà nếu mà các bác ngồi ở trên này các bác nhìn ở đây thì mình sẽ không quan sát được chi tiết cái lốp của mình như thế nào, đúng không ạ? Bác nào mà dòng xe mà chưa có dòng cam 360 này mà các bác lái xe mà nó vất vả, hoặc đặc biệt là khu mình đỗ vào trong nhà, nhà mình và gara hoặc là cửa vào ngõ vào nhà nó chật hẹp, thì các bác có thể qua gara Thái Nguyên để tham khảo và nâng cấp cho xe của mình các bác nhé.